Cái người Nhật họ uống rượu như thế nào thì anh cứ bảo sếp chia sẻ được cho mọi người biết cái uống rượu của Nhật. Họ hâm nóng trước rồi mới uống. Chúc sức khỏe mọi người này. 1, 2, 3, dô, 2, 3, dô, 2, 3, uống. Mời bạn uống rượu nhá. Cả nhà. Rượu này là 40 độ đấy. Oh my god. Nào mời xếp về xếp nào. 1, 2, 3, vô. 2, 3, vô. 2, 3, uống. そうそうそうそう、ちょっと香りがすごい。うん、うん、いいな、いいな、いいな。もう、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 もう
cái này giống như tía tô nhưng mà không phải tía tô. Đấy, cái này gọi là húng quế. Đây là tía tô đây, húng quế. Không phải tía tô, nó tím cơ. Đây không phải tía tô. Cái này là kim giới. Kim giới. Kim giới. Đây là kim giới. Đây là kim giới. Tía tô. Ở Việt Nam mà. Cái tục Nam mà. Cái tục Nam đấy. Ở Việt Nam giống tục Bắc. Tục Nam. Cái này là chứa được cảm phổ mũi đó, đau đấy. これ もし病気というか熱とかですね、これ食べると熱下がります。へえ。あ、そう。これ。あ、どうだね。あ、どうだね。普通の風邪だったら。はい。まあ、すごいな。あんがにフロラボクだお。見られた。パパの上なんで、あんたこじくなんもあんの。ベンガルでちょっとキットをね。Đúng rồi, đây là nhà mình trồng. Cái này là nhà mình trồng. Đây, trồng ở ngoài vườn đấy các anh. Em có một vườn ở ngoài kia. Có 3 sào vườn. Đấy, có 3 sào vườn. Trồng thoải mái. Đấy, rau quả này được trồng lấy ăn đấy. Không phải mua đâu. Nhà giàu nhỉ? Nhà giàu nhỉ? Không cần truyền tiền chứ. Không cần truyền tiền. Này, cái chuối không phải tiền về đúng không? Cái sống kia làm cho được. Tiền về chứ, tiết kiệm. Này, đến nhà hoa, người xây nhà nữa. Này, chứng kiện xây nhà. Nước nó ra một cái đất nhà vườn. Một vườn đẹp lắm. Chuẩn. Anh thấy nhà em là nó thiết kế là theo cái phong cách gì? Anh thấy nó đẹp ở cái điểm gì? Cái điểm nhấn. Thế, nhé. Biết chứ gì? Biết chứ gì? What? Jesus Christ, great.